bạn được có một cái cây đời như này. Và nếu như bạn không chăm sóc cho khu vườn tâm trí của bạn tốt thì quả của bạn toàn là hậu quả thôi. Sự tức giận, bực bội, trì hoãn, nghèo khó, nỗi sợ hãi, toàn là những quả đỏ hết. Còn nếu như khu vườn tâm trí của bạn, khu vườn bên trong bạn màu mỡ tươi tốt thì bạn toàn được ăn những cái quả tuyệt vời, nụ cười, hạnh phúc, sự bình an, sự giàu có, thênh thang, những mối quan hệ tuyệt vời, chất lượng đến với cuộc đời của bạn này. Nào, thế thì bây giờ bạn đang ăn trái ngọt hay trái đắng? Mối quan hệ vụn vỡ, mọi thứ, trái ngọt hay trái đắng?